Xin chào các em đến với môn tin học lớp 5. Hôm nay thầy giáo và các em sẽ đến với bài số 2, luyện tập. Mục tiêu của bài học. Mục tiêu thứ nhất, giúp các em rèn luyện kỹ năng điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn cửa sổ. Mục tiêu thứ hai, luyện tập phối hợp sử dụng hai ngăn cửa sổ để thực hiện các thao tác mở, sao chép, xóa thư mục. Trước khi đến với phần A hoạt động thực hành, thầy giáo mời các em mở sách giáo khoa trang số 14, 15. Sau đây chúng ta đến với phần A hoạt động thực hành. Ở phần 1 nhỏ, các em hãy điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn. A nhỏ khởi động chương trình quản lý tệp và thư mục, điều khiển để ngăn trái và ngăn phải giống như hình trong sách giáo khoa, trang số 14 và trả lời câu hỏi. Trong ổ đĩa D có những gì? Vậy các em hãy quan sát hình trong sách giáo khoa và trả lời cho thầy giáo. Sau khi chúng ta khởi động chương trình quản lý tệp và thư mục, điều khiển để ngăn trái và ngăn phải giống như hình trong sách giáo khoa trang 14, thì chúng ta thấy trong ổ D có thư mục lớp 4A, lớp 4B và lớp 5A. Tiếp theo chúng ta đến với phần B, thay đổi cách hiển thị các biểu tượng trong ngăn phải lần lượt theo các dạng sau. Thầy giáo mời các em hãy quan sát hình và chúng ta thực hiện theo bước 1. Sau khi xuất hiện hộp thoại, các em hãy lần lượt thực hiện theo bước 2 bằng cách chọn lần lượt các biểu tượng trong hộp thoại, quan sát sự hiển thị và thay đổi. Qua phần thực hiện thì chắc chắn các em thấy khi chúng ta lựa chọn các biểu tượng thì chúng ta thấy các biểu tượng cỡ rất lớn. Tiếp theo là các biểu tượng cỡ lớn. Thứ ba là các biểu tượng cỡ trung bình. Tiếp theo là các biểu tượng cỡ nhỏ. Tiếp theo các biểu tượng sắp xếp kiểu danh sách. Và các biểu tượng sắp xếp kiểu chi tiết. Để giúp các em thực hành luyện tập tốt, sau đây chúng ta sẽ đến với phần kiến thức thứ hai. Phối hợp sử dụng hai ngăn cửa sổ, thực hiện các thao tác tạo mở, sao chép, xóa thư mục. Vậy cách tạo mở thư mục như thế nào? Sau đây chúng ta cùng đến với phần thứ nhất, tạo thư mục. Các thao tác tạo thư mục. Bước thứ nhất, chúng ta nháy phải chuột. Bước thứ hai, chọn New. Bước thứ ba, chọn Folder. Sau đó chúng ta sẽ gõ một cái tên cho thư mục và các em nhấn Enter. Cách mở thư mục. Sau đây chúng ta cùng xem và quan sát để nhớ được các thao tác mở thư mục. Cách 1, chọn thư mục. Nháy phải, chọn Open. Cách thứ 2, các em có thể nháy đút vào thư mục cần mở. Tiếp theo là sao chép copy một thư mục. Sau đây các em hãy nhớ lại các thao tác sao chép thư mục. Bước 1, nháy phải chuột vào thư mục cần sao chép, chọn copy. Bước 2, mở thư mục sẽ chứa thư mục cần sao chép, nháy phải chuột, chọn paste. Phần kiến thức thứ hai là đổi tên, read name thư mục. Các thao tác đổi tên thư mục. Bước 1, chúng ta nháy phải chuột vào thư mục cần đổi tên, chọn read name. Bước thứ hai, gõ tên mới cho thư mục. Bước thứ ba, các em có thể nhấn phím Enter hoặc chúng ta kích chuột trái ra ngoài khoảng trống.
Và một thao tác cũng vô cùng quan trọng, đó chính là thao tác xóa delete một thư mục. Các thao tác xóa thư mục. Bước 1. Nhấy phải chuột vào thư mục cần xóa, chọn delete. Bước thứ 2. Chúng ta nhấn phím Enter. Như vậy là vừa qua thầy giáo đã hướng dẫn và gợi ý chúng ta cách học, cách thực hành và cách làm của bài luyện tập. Trước khi vào phần thực hành, thầy giáo mong muốn các em hãy nhớ cho thầy giáo phần ghi nhớ như sau. Nhấy vào thư mục bên ngăn trái thì thư mục con tệp của các thư mục đó sẽ hiển thị bên ngăn phải. Ngăn trái của cửa sổ giúp em quan sát và quản lý các thư mục được thuận tiện, dễ dàng hơn. Phối hợp sử dụng hai ngăn cửa sổ giúp em thực hiện các thao tác tạo, mở, sao chép, xóa thư mục được thuận tiện, dễ dàng. Cần kiểm tra và lưu trữ các tệp cần thiết trước khi quyết định xóa một thư mục nào đó. Trên đây là những hướng dẫn và nội dung các em cần ghi nhớ. Sau đây thầy giáo mời các em cùng trở lại với sách giáo khoa trang số 15 để chúng ta sẽ đi đến các hoạt động thực hành trực tiếp trên máy cũng như thực hiện trong quá trình hoạt động ứng dụng mở rộng. Sau đây mời các em cùng quan sát thầy giáo sẽ hướng dẫn chúng ta. Đầu tiên thầy giáo sẽ mở My Computer lên. Tiếp sau đó ở bên ngăn trái, các em thấy yêu cầu của phần A là thực hiện sao chép thư mục khiêm từ tổ 1 nằm trong thư mục lớp 4A sang thư mục tổ 1 nằm trong thư mục lớp 5A theo hướng dẫn. Bước 1. Điều khiển để ngăn trái hiển thị như hình trong sách giáo khoa. Nhấy vào thư mục khiêm rồi chọn copy, tức là chúng ta sẽ sao chép. Tiếp sau đó bước 2. Trong ngăn trái, nhấy chuột vào thư mục tổ 1 nằm trên thư mục lớp 5A rồi chọn paste để dán. Vậy bây giờ chúng ta cùng quan sát. Khi thầy giáo mở My Computer lên thì các em thấy toàn bộ phần mà thầy giáo đang di chuột trên đây là ngăn trái của cửa sổ. Còn phần thầy giáo đang di chuột đây chính là ngăn phải của cửa sổ. Tiếp sau đây thầy giáo sẽ gợi ý hướng dẫn các em cách để chúng ta thực hành các bước như trong sách giáo khoa trang số 15 và qua đó để chúng ta hoạt động ứng dụng mở rộng. Thì để thực hiện sao chép thư mục khiêm từ tổ 1 sang thư mục lớp 4A sang thư mục tổ 1 nằm trong thư mục lớp 5A theo hướng dẫn, thì đầu tiên chúng ta sẽ kích chuột và mở My Computer lên. Sau đó chúng ta sẽ tìm đến cái nơi mà chúng ta đã tạo các thư mục ở bài trước. Vậy thì thư mục ở đây thầy giáo đã tạo ở ổ C. Vậy thì thầy giáo sẽ kích chuột ở phần ngăn trái của cửa sổ. Thì chúng ta thấy sẽ có một cái thư mục là lớp 4A. Tiếp sau đó thầy giáo sẽ kích vào thư mục của lớp 4A vào phần các em quan sát nhé, vào cái phần có hình mũi tên. Thì chúng ta thấy trong lớp 4A này có một cái tổ 1, đúng không? Có một thư mục tổ 1. Tiếp sau đó chúng ta lại kích vào thư mục của tổ 1. Thì sẽ xuất hiện các thư mục con là An, Bình, Khiêm. Theo như yêu cầu của bài trong sách giáo khoa thì thầy giáo sẽ nhấy vào thư mục Khiêm rồi chọn copy. Thầy giáo sẽ chọn copy. Bước thứ 2, trong ngăn trái, nhấy chuột phải chọn vào thư mục tổ 1 nằm trong thư mục lớp 5A. Vậy thì đến đây chúng ta phải tìm cho thầy giáo cái thư mục lớp 5A. Thì đây các em quan sát chúng ta thấy thư mục lớp 5A. Thầy giáo sẽ kích vào thư mục lớp 5A. Sau đó chúng ta sẽ kích chuột phải vào tổ 1. Sau đó các em chọn paste. Tiếp theo ở phần B, thực hiện sao chép thư mục An, Bình từ tổ 1 nằm trong thư mục lớp 4A sang tổ 1 nằm trong thư mục lớp 5A, tương tự như hướng trên. Vậy thì đến bây giờ chúng ta cũng chỉ việc kích vào thư mục An, sau đó chọn copy, đưa vào phần tổ 1 của lớp 5A. Chúng ta kích chuột phải chọn paste.
Sau đó chúng ta lại tiếp tục sao chép copy thư mục bình và trở về tổ 1 của lớp 5A. Chúng ta paste. Bây giờ trong thư mục lớp 5A, thư mục con tổ 1, chúng ta kích chuột trái vào thư mục tổ 1 thì các em thấy toàn bộ thư mục An, Bình, Khiêm của chúng ta đã được sao chép copy từ thư mục lớp 4A sang thư mục tổ 1. Thư mục con nằm trong thư mục lớp 5A. Tương tự như vậy, đến với hoạt động ứng dụng mở rộng. Ở phần 1, điều khiển để ngăn trái, ngăn phải hiển thị như hình dưới. Đây, thực hiện sao chép hai tệp bài 1 soạn thảo, bài 2 soạn thảo từ thư mục soạn thảo trong thư mục Khiêm của lớp 5A sang thư mục Lan trong thư mục tổ 2 của lớp 5A theo hướng dẫn trong sách giáo khoa trang số 16. Mời các em cùng mở sách giáo khoa, đọc kỹ đầu bài. Sau đó thực hiện cho thầy giáo theo các bước. Bước 1. Trong ngăn trái, nhấn giữ phím Shift đồng thời nháy chọn hai tệp bài 1 soạn thảo và bài 2 soạn thảo. Nháy phải chuột rồi chọn copy. Bước thứ 2, trong ngăn trái, nháy chuột phải vào thư mục soạn thảo rồi chọn paste. Sau đây thầy giáo sẽ hướng dẫn và gợi ý các em cách thực hiện. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ kích vào hình mũi tên của thư mục lớp 4A ở ngăn trái của cửa sổ. Sau đó chúng ta đến với thư mục Khiêm, kích vào thư mục Khiêm. Lúc này các em thấy một thư mục soạn thảo xuất hiện thì chúng ta sẽ kích vào thư mục soạn thảo. Tiếp sau đó các em giữ phím Shift chọn cho thầy giáo bài 1 soạn thảo, bài 2 soạn thảo. Sau đó chúng ta sẽ kích chuột phải chọn copy. Bây giờ chúng ta sẽ trở về với thư mục của lớp 5A. Kích vào phần tổ 1. Các em hãy tìm đến thư mục Lan trong phần tổ 1. Sau đó chúng ta sẽ chọn thư mục soạn thảo và chúng ta paste, chọn paste. Như vậy bây giờ trong thư mục của lớp 5A, chúng ta cùng quan sát vào thư mục con tổ 1, các em kích vào thư mục Lan, sau đó chúng ta chọn thư mục soạn thảo. Và lúc này các em thấy bài 1 soạn thảo và bài 2 soạn thảo đã được sao chép từ thư mục Khiêm của tổ 1 lớp 4A sang thư mục tổ 1 của lớp 5A vào trong thư mục soạn thảo. Tiếp sau đây thầy giáo sẽ hướng dẫn chúng ta cách đổi tên một tệp hoặc một thư mục. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ trở về thư mục lớp 5A. Sau đó chúng ta sẽ mở thư mục tổ 1 ra. Lúc này thầy giáo có thể đổi tên bạn An thành bạn Khánh, thì chúng ta chỉ việc kích chuột phải nhé. Chúng ta kích chuột phải vào thư mục An. Sau đó các em sẽ chọn read name và chúng ta có thể đổi tên là bạn Khánh thành thư mục của bạn Khánh. Ví dụ như bạn Bình, thầy giáo có thể đổi tên thành bạn Hoa. Thì chúng ta cũng làm tương tự bằng cách các em sẽ kích chuột phải vào thư mục Bình, chọn read name, sau đó các em gõ tên cho thầy giáo là Hoa. Như vậy chúng ta đã tạo được tên thư mục tên bạn Hoa. Sau đó các em nhấn Enter hoặc kích chuột ra bên ngoài. Đó là cách đổi tên thư mục. Tiếp sau đây thì chúng ta sẽ thực hiện cách để xóa một thư mục. Vậy để xóa một thư mục thì các em chỉ việc kích chuột trái vào thư mục mình định xóa. Ở đây thầy giáo sẽ hướng dẫn các em xóa thư mục bạn Khánh. Thì các em chúng ta chỉ việc kích chuột phải, sau đó chúng ta vào Delete kích trái. Có những máy nó sẽ yêu cầu chúng ta là chọn ít để các em thực hiện, nhưng trên máy Win10 của thầy giáo thì sau khi thầy giáo chọn Delete là nó sẽ xóa luôn. Bây giờ các em cùng quan sát lại, thầy giáo sẽ xóa thư mục tên bạn Hoa. Thầy giáo kích chuột phải vào thư mục, sau đó chọn Delete. Như vậy là thư mục của bạn Hoa đã được xóa ra khỏi tổ 1 của thư mục lớp 5A. Như vậy là thầy giáo đã hướng dẫn và gợi ý các em. Như vậy là thầy giáo đã hướng dẫn các em phần lý thuyết và thực hành của bài số 2 luyện tập
trong chương trình tin học lớp lăng. Thầy giáo cũng mong rằng qua phần hướng dẫn gợi ý của thầy giáo sẽ giúp cho các em học tập và giải quyết được các bước thực hành cũng như là các phần thực hiện ở trong chương trình sách giáo khoa bài 2 luyện tập trang số 14, 15, 16. Qua phần bài 2 này, thầy giáo cũng mong các em cần nắm bắt cho thầy giáo những kiến thức cần ghi nhớ. Vậy vừa qua thầy giáo đã hướng dẫn các em, gợi ý các em để chúng ta thực hành cũng như thực hiện các hoạt động ứng dụng mở rộng qua bài số 2 luyện tập môn tin học lớp 5. Với những nội dung kiến thức vừa qua, nếu như các em thấy có hữu ích cho mình thì hãy like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để nhận được những video sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo.